Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu rất hay, một trận chung kết các bạn. Đây là trận chung kết PUBG giữa mình và một nhân vật cái ba ở Sapa Town. Hiện tại thì mình chơi deck của ECU nha các bạn. Mặc dù là tên đầu mình có đã triển khai thì trận rất tốt. Nếu mà các bạn hãy lưu ý cách chơi của cái ba nhá. Gọi rung rất là ảo diệu. Cái tình huống này cũng rất chi là khi mà con bài đã trắng riêng ấy nó bị con bài hâm trung phá thì không gọi rung được, nhưng mà bị con bài là chẳng phá đòn tiêu diệt thì lại gọi rung. Mình cũng hơi khó hiểu. Thế hôm nay mình đã rất may khi đối phương đã bị tiêu diệt cả những con rồng. Nhưng mà đét rồng này thật sự ảo diệu quá, đặc biệt là con bài đã đẳng cổ kia, nó gọi ra con bài rồng đẳng mắt xanh cực kỳ nhanh. Thế hôm nay mình vẫn chưa chịu thua, vẫn phản công. Nhưng là một thanh niên gọi rồng quả nhân kịp thực. Đây là một trận đấu thả xúc sắc, hơi xui, mình nghĩ như vậy. Nếu như may mắn mà thả trúng được 6 sao thì mình có thể gượng. Mình có thể dùng tới gượng mà thôi, gượng dậy trong một lát. Các bạn thấy đét rồng này đánh rất nguy hiểm. Nó gọi rồng rất nhanh. Không gắn ra kìa. Nó gọi quá không kịp thực tới các bạn. Như vậy là tình huống này thì mình đã thua. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu rất hay, một cuộc chiến với rồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.